Mở phanh nó quá nóng. Bốc khói. Các bạn nhìn thấy bốc khói chưa? Nếu trường hợp mà không có tí nước mà cho vào đây thì chắc chắn rằng xuống đến nơi thì cũng sẽ tan tành cái này. Hôm nay anh em chúng tôi trải nghiệm cung đường leo lên Tam Đảo bằng xe tay ga. Và đây là bắt đầu từ vườn quốc gia Tam Đảo. Vâng. Bắt đầu. Tắc đường rồi.
Rồi bắt đầu nắng rồi. Lên rồi. Đi lên được không? Lên được không? Là gió núi ở chân núi thôi thì các bạn phải lên trên kia, gió núi ở trên đỉnh núi mới gọi là cà phê gió núi chuẩn. Cái chỗ này là chỗ mà gọi là gì nhỉ, khúc cua không? Nhìn mây trời rất là tưng bừng. Wow. Vâng, và đây người ta gọi là cầu mây này, các bạn ạ. Mình phải vào cầu mây tí cho xem như nào. Rồi. Bên này là mây à. Mây và núi. Hai phút nữa sẽ hứng chịu một đợt mây kinh, dự báo của Lê Văn Đông. Đấy, thật là mây mù này. Nó đang bay lên. Cái này mà có nắng thì tuyệt vời nữa, nhưng mà nó đang không có nắng. Sau khi từ cầu mây trở ra, chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Thay đổi tài xế. Để cùng nhau trải nghiệm xem là cái cung đường lên Tam Đảo nó như thế nào. Thế nào, nhưng mà tay ga thì vẫn có thể lên được. Lên được anh ạ. Đã lên đây rồi có nghĩa là có thể là leo được đấy. Mọi người cứ sợ là tay ga như này như họ, nhưng mà tôi nghĩ là lên được hết. Nhưng mà tay ga của anh thì tay ga mới. Tay ga khỏe. Tay ga khỏe. Tốc độ
biết đi đúng đường hay không mà chả có ai cả. Đường bé nhờ, đây hai xe tính nhau kiểu gì. Đây này gặp xe to cái là không tính được. Sư mơ. Nhà đẹp quá. Hóa ra là mình đi cái đường. Một mình một đường khác. Hóa ra đường đang làm. Nhà kiến trúc thời Pháp. Pháp xỉ đấy rồi. Hóa ra lên đến thị trấn. Tam đảo. Tam đảo các bạn thấy chưa? Nhìn thấy không? Đó. Đặc sản của Tam đảo đầu tiên phải nói đến đó là thịt nướng. Và bây giờ chúng tôi sẽ tìm một chỗ nghỉ chân, nghỉ ngơi tạm đã. Mua gì xe không anh? Sau khi lên Tam Đảo thì đầu tiên chúng ta sẽ phải vào đó là công viên Tam Đảo. Các bạn nhìn công viên Tam Đảo, hôm nay là ngày chủ nhật nên khá đông người đó. Kia rồi, chữ Tam Đảo kia rồi, mọi người nhìn thấy không? Đây là trung tâm của thị trấn Tam Đảo đó. Rất đông người tham gia. Đây là cà phê Rock. Cà phê Rock là một nơi khá là nổi tiếng. Rất nhiều người lên chỉ để check in chữ Tam Đảo cái thôi. Đó. Đài phun nước đây rồi, quay rồi. Quán khá là đường xá khá là đông đúc. Hay là mỏng ô đây. Tầm này cũng đã đến giờ ăn cơm rồi. À đây rồi. Nhà hàng này người tôi có tên là nhà hàng Rock Tam Đảo. Nghe nói khá là nổi tiếng. Thử vào một chút xem sao. Nhìn khá là sang trọng đúng không? Rồi. Mát đúng không? À. Không phải, cái mùi này là mùi đấy thôi. Ok. Khá là đông ạ. Chọn một chỗ ở ngoài đi. Chỗ ở phía ngoài đi. Chỗ này mà nhìn xuống công viên Tam Đảo rất là đẹp luôn. Em ơi, anh uống gì anh? Uống gì gọi đi. Có menu không em ơi?
Rất chi là đồng. Đây là nhà thờ đá. Đứng lên đây à? À đứng lên đây không? Đang lên đường nhà thờ đá. Xung quanh bán rất chi nhiều đồ. Vâng. Wow. Ôi, kéo. Nói thông thả không? Đây là quang cảnh nhà thờ đây, các bạn nhìn đây. Ở đây mà nhìn ngắm xuống cũng thấy mây. Ngút trời luôn. Đây là một khu check-in khá lý tưởng. Rất đẹp. Nhà thờ được xây dựng thời Pháp thuộc. Kiến trúc theo thời Pháp. Mọi người đi vào thử trong nhà thờ nhé. Ồ, chính điện. Rất chi là đẹp. Anh em tôi đang lên cổng trời. Trên này người ta gọi là cổng trời, không biết là đúng không. Lên thử xem cổng trời là như nào. Rất nhiều xe đỗ ở đây. Hy vọng rằng là có điều thú vị. Đi đâu? Cổng trời à? Tình hình là sắp lên được cổng trời rồi. Cầu ấy. Đúng rồi. Cho cái cầu mây. Đúng rồi. Nhà không biết đường vào đâu. Thế này mới có đường vào chứ. Chả nhìn thấy gì luôn. Hình như cái thiên ấy, mây nó vào toàn hạt nước. Ừ. Thì lên trên cao quá rồi, bây giờ cái này làm gì cao quá đâu. Thì nó ù hết ra rồi. À đây, họ xây cái này nó gọi là cổng đây. Nhảy bên kia là dưới đất. Ừ. Đấy. Nơi giao thoa giữa đất với trời đây là chỗ này rồi. Đây họ xây nhà.
Công trình này một kiên cố này đúng ngồi kia sẽ chết. Ngã xuống thì thôi, xong phim. Vẫn lên nữa. Ui. Kia là cầu mây kia. Không, không nhìn thấy gì cả. Lần đầu tiên đi thác Bạc, biết đường xuống thác Bạc như này. Xung quanh cũng là rất nhiều đồ bán. Vâng. Cá kho. Đặc sản. Okay. Đấy, đường xuống thác Bạc các bạn. Tí về thử đi. Đây, đồ nướng cá bụng. Vâng. Cái này là cái gì đây? Gà nướng này thì là cả con luôn nữa. Bình thường thì bao tiền con? 200 một con. Cứ như này nữa. Cái này là cá bống này 120.000 này. Trứng 5.000 này. Thịt là 15.000. Thịt là 15.000 này. Đúng. Một xiên này. Cơm lam là 10.000. Cơm lam 10.000 một. Gà nướng là 200. Gà nướng là 200. Đúng. Đây dịch vụ ăn uống chưa đầy đủ con thôi. Có hết. Vẫn xuống nữa. Vẫn xuống nữa. Xem nó như thế nào đi nhỉ? Nước nó chảy to tướng, nó xuống xem như thế nào. Phải đi cẩn thận, chỗ này đi cẩn thận. Không nếu không là cái bậc cầu thang có cái dài có cái ngắn. Bước hụt cái là nguy hiểm. Bắt đầu nghe tiếng thác kêu. Suối kêu. Đây rồi. Các bạn nghe thấy tiếng, có nghe thấy tiếng chim hót chưa? À có ve hót, quyền là ve kêu. Tí đi nữa đi lên là cả một vấn đề. Wow, rất chi là mát. Đang ở trên kia nóng nực, xuống đây mát hẳn nha. Đúng thật là cứ xuống đây một tí lên là đói. Vẫn nước à?
Đây. Đâu? Đến chưa? Dịch vụ in ấn. Đây rồi, đã đến. Vì sao người ta gọi là thác bạc cho mọi người biết không? Vì thác chảy ra nhìn giống như màu bạc, người ta gọi là thác bạc. Đó. Mạnh thế. Xuống đi. Đây rồi. Thác nước hiện ra trước mắt các bạn. Đây gọi là thác bạc ở Tam Đảo. Các bạn nhìn thấy trắng xóa một màu bạc kia. Ủa rất là mát nhá. Gió bay phấp phới này, nhìn các bạn nhìn thấy chưa? Cây cỏ bay phấp phới này. Wow. Quá mát mẻ. Nào, trải nghiệm gần hơn nhé. Thực tình là hôm nay tôi không thuê giày nên không xuống được nước, nhìn các bạn nhỉ, nước rất là mát. À không thuê dép, mọi người nên thuê dép, chỉ có 1.000 một đồng một đôi thôi, 1.000 đồng một đôi các bạn nên thuê dép xuống đây. Trải nghiệm. Được Tam Đảo, chúng tôi vẫn thấy Bắc Ninh đây. Và bây giờ là trải nghiệm xuống dốc Tam Đảo bằng xe tay ga. Xuống rồi, đúng rồi. Được về Hà Nội đây rồi. Tam Đảo, nhà thờ đá này, rồi thì thác bạc này, rồi thì cổng trời này, rồi thì là róc cà phê này, rồi thì là công viên Tam Đảo này. Tổng cộng chu trình chúng ta ăn uống nữa thì rơi vào khoảng là 3-4 tiếng rồi. Sau đó thì chúng ta bắt đầu xuống núi. Tôi đang xuống núi các bạn, với xe tay ga. Nhắc lại nhá, xuống núi Tam Đảo với bằng xe tay ga.
cho nó trôi xuống thôi. Các bạn lưu ý đừng nên tắt máy nhé. Tách ra đi. Nghe có vẻ tắc đường hay sao ấy. Ồ. Đông vậy ta? Hay là xe nào đang bị hỏng, cứu hộ phải lên. Bao kia đi, bao kia đang thay pin đấy. Vào trong mắt. Đây này. Bây giờ cái pin gì? Vì cái ô tô gạch này mà chúng ta bị tắc đường. Cảnh báo nguy hiểm này, mô tô tay ga mất phanh thì xuống dốc. Tại sao này tắc đường nhỉ? Hay là chết máy. Tắc đường ở đâu ta?
hơi xấu. Trong trường hợp mà cảm giác phanh nhiều quá chúng ta phải đỗ để nghỉ cho tâm phanh nóng nhé. Phanh mà nóng có thể là gây cháy má phanh. Đi vào nước cho nó mát. Tận dụng hết cơ hội. Bởi vì chúng ta có phanh liên tục không? Thank you.
3.000 mét. Sapa là cũng có đấy, phần cao hơn. Đây Sapa. Sapa. Anh bỏ nhà tay kia. Cái này tay cuôn. Ô, không được. Bình thường phanh cả hai tay đều được. Phanh trước phanh sau. Cái này nóng quá. Kìa. Ừ. Cái bên đèn này đi. Trời ơi, là rất nóng. Nhìn đen hết này. Mòn khá nhiều mà. Nghỉ ngơi một túi tí thì thực tế là mà phanh nó quá nóng, bốc khói. Các bạn nhìn thấy bốc khói chưa? Nếu trường hợp mà không có tí nước mà cho vào đây thì chắc chắn rằng xuống đến nơi thì cũng sẽ tan tành cái này. Thôi được rồi. Được chưa? Được rồi. Chúng đâu? Đấy là khá là mạo hiểm và nguy hiểm các bạn. Nếu các bạn mà xe tay ga của các bạn mà không chuẩn bị kỹ về phanh, tôi nhất tôi khuyên là các bạn cũng đừng nên thử. Vì sao? Thì tôi đã thử đấy rồi. Việc mà xuống dốc bằng xe tay ga với việc phanh an toàn rất nguy hiểm các bạn. Trước khi xuống dốc nên chuẩn bị một chai nước to. Vì sao chuẩn bị chai nước to các bạn biết không? Vì đang đi giữa đường hoặc là đi một đoạn rồi các bạn hay bấm phanh và phanh rất là nóng. Cái chai nước to sẽ có tác dụng là đổ vào cái phanh đó để làm mát cái phanh đó. À tôi mới nghĩ ra này là tôi buông tay ở bên kia bình thường này. Hóa ra là như cái này nó có cái gì đó.
rất chi là điệu nghệ. Không ga là nó ga tốc độ. Ga một tí, các bạn ga một tí lên. Phanh già phanh thôi. Ga một tí là già phanh sau. Còn các bạn nhả phanh từ từ ra. Và cứ thế là tốc độ nó cứ thế nó chạy thôi. Và nó chỉ tốc độ chỉ 20 cây rồi. Ở chỗ nào quá thì các bạn lại già phanh lại. Đừng ga nhá, các bạn nên nhớ đừng ga. Khi mà ga mà nhích ga lên là chúng ta lại xe số nó có một cái dạng như thế là số hai nó vẫn là giữ hàm cho các bạn có thể xuống nước xe ga cũng thế, các bạn ra chỉ nhích ga một tẹo cho nó cũng dần ra. Bám côn ấy. Và lúc đó thì các bạn có thể nhả, các bạn có thể buông tay và phanh không cần phanh. Xe tay ga các bạn cứ trôi nhẹ về nhà bình thường. Chọn cái xe là mới đi trước đúng kiểu đấy. Xe là xấu mà đi sau là chết dở.
làm lại, làm đi làm lại được thì thôi. Đoạn này dốc đấy. Xe tay ga nên nó có thể hơi vướng dùng. Nếu là để đi xe số con đường này cũng chỉ sướng luôn, hoặc là đi xe cái xe dạng thì xe cầm đối đen rồi đúng luôn luôn. Kết thúc cuộc hành trình.